cái cặp trận khá là hay của cả hai đội tuyển. Và cá nhân Linh thì Linh cũng có theo dõi ván 1 của cặp trận này, và Linh thấy là nó để lại nó có nhiều thứ để nói á. Và Linh thấy kiểu như là cái cách vận hành của cái ván 1 á nó khá là tương đồng với lại cái triết lý hả? Ừ, kiểu như là cái lối chơi và cái triết lý tiếp cận của hai team luôn á. À, mình coi ván 1 ha, để anh em hiểu rõ thêm cái ý của Linh ở và ý của hai team ha. Rồi, khi mà nói về team Wales ở trong giai đoạn vừa qua thì kể cả khi mà team Wales xuất hiện ở trong những giải đấu quốc tế thì anh em sẽ thấy là team Wales sẽ hướng tới một cái đội hình thuần macro kiểu kiểu là như vậy ha. Mình thường nói đến team Wales là mình thường nói đến những cái ván thi đấu mà họ lăn cầu tuyết một cách chuẩn chỉ chẳng hạn, kiểu là như vậy. Đó, thì cái đội hình này đến từ bên phía của team Wales cũng sẽ là một cái đội hình mà có một cái yếu tố căn bản nhất định. Yếu tố căn bản ở đây là cái gì? Kể cả cái cách cắm và chọn của họ cũng khá là tốt nữa. Ví dụ nha, trên cái cương vị là một người làm nhìn nhận cái ván thi đấu theo chuyên môn á, thì thật ra Linh thích cái đội hình của phía team Wales hơn. Ban Bích rất ok. Nè, Ban Bích ok, có ý đồ rõ ràng. Rồi cả cái slot 1, slot 2 như thế nào á đều Bích dùng để khắc chế đội hình của phía đối phương, nói chung là tốt. Đây, bạn biết rồi. Đây. Đó. Căn bản là anh em nhìn vô cái bàn bích nè. À, một bên thì cấm xạ thủ, cấm nóc tên. À, mình khoan bàn về những lực cấm. Mình nói về những cái lực bích đi. Kalista, bích 1. Kalista là con tướng xạ thủ mạnh. Bích 1 là cái điều tương đối dễ hiểu. Còn bên phía của Team Well thì họ bích những con tướng mạnh theo meta. Họ có luôn con Sejuani ngay cái chỗ này. Để phòng ngừa, ví dụ như là Ray tốt mà đánh những con tướng như là Aatrox ở đường trên đó, thì có thể bổ sung con Zac cho đội hình của phía team Well. Nói chung là họ đang chuẩn bị mid thì luôn đẩy. Mid thì kiểu như là khi mà cắm Tristana rồi đó, nó sẽ đẩy về cái kèo mà cả Glory với lại KT sẽ thiên về cái kèo đẩy đường. Đẩy đường bên nào có lợi thế thì bên đó sẽ tạo ra được những cái áp lực dành cho rừng, kiểu là như vậy ha. Ý đồ nó thể hiện rất rõ ràng của hai huấn luyện viên ở trong cái ban bích này. CL cũng tương tự là như vậy luôn. Còn bên phía của Sọp, không biết sao bích con Kassante ngay chỗ này á. Tại khi mà bích Kassante, Linh nhìn vô thấy bên phía của CL đáp trả bằng con Twitterfest là quá ngon luôn. Kiểu cái kèo này lẫn Twitterfest nó thắng triệt để đường chơi luôn rồi á. Xong rồi anh em sẽ thấy là vô xuyên suốt một cái đội hình của bên phía. Xong rồi sang tới phase 2 nữa. Sang tới phase 2 ha. À, bên đây cắm con Zac hồi nãy có nói nè. Con Zac với kết hợp với lại Sejuani á. Xong rồi cắm con Ezreal này chắc là muốn tránh cái trường hợp mà Ezreal Kama đường dưới, kiểu như là muốn hạn chế những cái sự lựa chọn mà đường dưới đánh thủ hòa. Khi mà bên đây là bích con Kalista ưu tiên con Nautilus, thì bên đây mà bích con Ezreal với lại đẩy con Kama xuống đường dưới thì nó sẽ có cái đường dưới mà thủ hòa. Xong rồi nó có thể là bích cuối con tướng nào đó dành cho Sparta để đánh carry lên đường trên, xong rồi đẩy Twitterfest ra đường giữa, kiểu kiểu là cái cách vận hành như vậy ha. Thì bên phía của Viking họ ban phase 2 là muốn loại trừ cái khả năng đó và muốn cái quy về bên phía của team Well là một cái đội hình Twitterfest đường trên đó. Nó ban bích có ý đồ hết. Xong rồi bên phía của team Well là bích cái đội hình mà kiểu dạng bot sẽ thua ở thời điểm đầu với lại Seiya Rakan. Cái kèo này là cái kèo BK, nhưng mà BK thì nó sẽ bị thua ở những cấp độ đầu tiên, và nếu như mà Kalista với lại Nautilus mà không đánh fail á thì hơi khó để có thể BK ngược trở lại, trừ khi mà bạn có rừng gây áp lực thôi. Nhưng mà anh em sẽ thấy là vô cái lượt ba lượt chọn phase 2 á thì cá nhân Linh thì Linh thích cái đội hình của phía team Well nhiều hơn, tại cái đội hình này anh em nhìn vô rất khỏe. Đội hình này bốn con cánh dưới rất khỏe luôn. Bốn con cánh dưới là con Kama, Sejuani, Seiya, Rakan. Nếu như mà họ có giai đoạn đi đường không thua quá nhiều, thu khoảng chừng cỡ chừng 200 đến 3.000 thôi, bốn con này không sợ bị ép giao tranh. Xong rồi Chitafet nó lăn cầu tuyết ở đường trên, và phía bên đây cái cánh đẩy đường đơn á, Kassante chắc chắn sẽ yếu hơn. Xong rồi Talia cũng không thể nào mạnh hơn nữa, trừ khi Talia xanh thì không nói. Nhưng mà về mặt căn bản là mình thấy là ván thi đấu này khoảng chừng 30 phút lận Chitafet này là hơi bị lợi hại rồi đó. Làm sao cản đường Chitafet này nữa, đồ của nó vượt trội hơn hoàn toàn. Đó là về mặt lý thuyết ha. Còn ngược trở lại thì cái cánh 4 phía bên đây lại rất khỏe. 4-4 thì bên đây rất khỏe luôn. Vừa có con Kama nó búp, vừa có con Sejuani nó tăng lúc đầu. Xong rồi Seiya nó cơ động, Rakan nó mở được. Nói chung là 4-4 đều rất là khỏe đến từ bên phía của team Well. Linh khá là thích cái đội hình này. Nó thể hiện được một cái kiểu như là, kiểu như hầu hết những người mà kiểu dạng coi chuyên môn á thì khoái cái đội hình này lắm. Đội hình kiểu dạng LCK á. Còn bên phía của
Viking á, bên phía của Sọp á, cái đội hình của bên phía của Sọp là cái đội hình mà anh em sẽ thấy là cái lối chơi của Sọp là đúng cái lối chơi của Sọp luôn á, là kiểu sẽ đánh chủ động làm này làm nọ với Lee Sin, với Nautilus, với cặp bot thắng mid đẩy top kèo thi đấu này tự chơi ha. Thì khi mà cái đội hình này được bích thì anh em sẽ thấy là cái cách đẹp nhất của bên phía Viking đó là đánh rồng, kiểu ván thi đấu này càng kéo dài họ càng bất lợi, nên khi mà mình thấy cái tổng thể đội hình đó thì ok, mình sẽ đặt ra những cái câu hỏi là con rồng một Viking có ăn được không, rồi con sâu một thì Viking thật ra cũng không cần ăn đâu ha, nếu mà kiểm soát được con sâu đầu tiên á, sâu một á thì ok. Con sâu đầu tiên ở trong cái đợt sâu một á là con một á thì là ok, nhưng mà họ phải ưu tiên đánh rồng, rồng một ăn sớm 5 phút có rồng một ăn liền, xong rồi 10 phút có rồng hai xuống ăn liền. Kèo mid là cái kèo đẩy đường rồi mình khoan tính tới, hai bên đều đang đẩy, có rồng hai xuống ăn liền 15 phút rồng ba ra ép liền, 20 phút 22 phút rồng 4 ra ép liền. Nó kiểu dạng nó sẽ tạo áp lực để cho con Sisterfet này chưa đủ mạnh để áp lực cánh, họ bắt buộc phải đánh theo kiểu đó nè. Ván thi đấu càng kéo dài càng bất lợi, nhưng mà ván thi đấu này thì bởi vì team Whale thì bởi vì là team Whale á anh em, team Whale vận hành con Sisterfet này với lại kiểu dạng không có đủ cái lượng tầm nhìn cho nó đó, nên nó không có dám áp lực. Là Sparta đánh ở giai đoạn về sau kiểu như cũng bị áp lực bởi Taliyah. Nói chung là sao ta, nói chung là kiểu dạng cảm giác bên phía của team Whale với lại cả Sparta không có tạo ra được đủ cái lượng tầm nhìn cho con Sisterfet này, nó áp lực thực sự đủ mạnh. Thì giai đoạn đi đường của Viking thì đó, đường giữa thì mình không nói tới ha, đường giữa đẩy không à. Đường dưới của họ phải có lợi thế ha, pan này như là có chút lợi thế ở đường dưới. Anh này BE cũng hết cái hộ vệ rồi. Đứng hở sườn bị lùm. Kèo đường trên cũng dễ hiểu hơn em ha. Kèo đường trên cũng dễ hiểu nữa. Bot thắng. Bot bắt buộc phải có lợi thế anh em ha. Nè, cái pha này Guri rất rất dở. Kiểu như là cái đội hình của phía team Viking á, thì cái thằng mà phải đánh tốt nhất, cái thằng mà phải hiểu game nhất á, ở trong cái đội hình này á, là thằng rừng. Tại vì trong cái đội hình này là cái đội hình mà cần phải có sự chủ động. Mà trong một ván đấu ở phút thứ 15 trở đi á, cái thằng chủ động nhất á, là thằng rừng. Thì để mà vận hành tốt cái đội hình này á, thì cái thằng đánh phải tốt nhất nè. Sáng nhất lúc nào cũng phải minh mẫn, sáng nhất lựa chọn những cái mục tiêu á, là Guri. Guri bắt buộc nó phải là thằng đánh hay nhất của phía Viking thì nó mới lấy được cái lợi thế ở giai đoạn đầu. Chứ Guri mà nó đánh dở là cái pha này thì Linh thấy có một cái điểm là như thế này. Pha này thì thực ra Guri nó muốn cạnh tranh cánh trên, Linh không đồng ý lắm. Tại vì sao anh em? Tại vì ok, bây giờ là tôi ăn được con sâu đầu tiên rồi. Đã trừng phạt ăn được con sâu đầu tiên rồi, con sâu đầu tiên là cái con sâu rất là nhiều kinh nghiệm. Ok, thấy bây giờ mid của tôi đang bị đẩy đúng không? Top của tôi đang bị thua đúng không? Bạn đang có top, bạn đẩy đúng không? Tôi ăn được con sâu đầu tiên rồi. Chút nữa con sâu đợt 2 á, thì tìm tìm góc. Chắc là Guri nó cũng muốn là nó muốn hạn chế 6 sâu, 5 sâu á. Tại Chitafet 5, 6 sâu thì nó cũng hơi nguy hiểm. Chứ mà pha này thì nếu như mà có phương án khác, Linh nghĩ sẽ tối ưu hơn cho Guri á, là ăn được một sâu rồi về ăn sói, ăn xuống dưới. Bot chạy thẳng xuống dưới luôn, tạo ra cái thế ăn rồng. Tại Binz nó sẽ tốn thời gian nhiều ở hai con sâu còn lại. Nên nó sẽ không thể nào cạnh tranh được rồng. Bot của mình di chuyển ra, cắm mắt trước. Mình dọn xong rừng rồi. Con Sejuani nó ăn xong sâu này, nó còn rừng để mà nó dọn. Không thể nào cạnh tranh được con rồng nguyên tố đầu tiên. Mà con rồng đầu tiên nó lại là mấy con rồng đầu á, mấy con rồng á, nó lại là cái điều kiện thắng của phía team Viking. Bạn chỉ có thể áp lực thôi, tốn quá nhiều thời gian nghĩ chỗ này. Xong rồi top đối phương đã đẩy trước rồi. Nên cái pha này là cái pha rất dở của Guri. Đã trừng phạt được con sâu một rồi, hay rồi. Cướp được một con sâu một là rất nhiều kinh nghiệm đó anh em. Con sâu một là nó cho khoảng chừng khúc này thì nó cho khoảng chừng cấp độ 4 luôn, cấp độ 4 thì nó cho khoảng chừng 335, 325, 335 gì đó kinh nghiệm á, tại vì nó được thưởng thêm đến từ đồ đi rừng nữa. Sau 2, sau 3 thì nó không được thưởng thêm ha.
rất nhiều kinh nghiệm rồi. Xong bạn chỉ cần bạn ok, bạn dọn rừng là bạn dọn sói, bạn dọn chim nè, xong rồi bạn xuống bạn đá con rồng là nhiều khi lên sáu luôn á. À không, chưa lên sáu anh em, nhưng mà một chút nữa thì sẽ chắc chắn lên sáu trước so với làng Binjai. Với một cái vòng rừng như vậy nó sẽ lên sáu trước với lại Binjai, nó sẽ được quyền kiểm soát, thậm chí là nếu mà lên sáu trước nó được quyền đánh vô những cái phần còn lại luôn, có tài nguyên nào thì được quyền đánh vô phần còn lại luôn, tại khúc đó là nó đang mạnh nhất rồi. Ăn xong con rồng nó về nhà nó xài tiền, hoặc là nó ăn rồng xong rồi nó ăn đá xong rồi về nhà nó xài tiền biết bao nhiêu tiền rồi, hơn tiền người ta, hơn cấp độ người ta. Boss thì đồng ý là farm thua về mặt thế lính đẩy đường, nhưng mà khúc này là đang chấp nhận được nè. Artemis 83, 90, mất con rồng đầu, mất một khiên trụ. Mid thì cứ giữ nhịp thôi, mid Glory cứ giữ nhịp thôi. Đừng có để cho KT nó có quá nhiều khoảng trống. Binjai thì cứ farm cái vòng rừng của mình. À, găng ở đường trên, bây giờ đường trên tự chơi ok rồi đó. Chút nữa tại vì cái thế lính nó đẩy trước dành cho Sparta nên Sparta nó sẽ tự kiểm soát được cái lượng tầm nhìn. Binjai thì bây giờ một á, là farm rừng, hai á, là nó cover cho những quay đai. Còn ba nếu như mà nó có thời gian rảnh á, nó lòn lòn vô rừng đối phương để tìm rừng. À, đánh đơn giản đánh cover như thế thì team rất là khó bị die. Đánh chiêu chiêu hồi Chitterfet nó vượt trội hơn. Thì cái team mà cần phải gấp á, là bên phía của Viking. Viking cần phải làm này làm nọ để mà bất ngờ. Ok, một bên đánh rồng hai ra thì đánh bên phía Viking đánh cũng ok. Rồi ok, nói tới cái khúc của bên phía team Whale đi. Team Whale khúc này vẫn đang gác trước 3k đúng không? 3k nhưng mà anh em nhìn vô Chitterfet này nè. Bây giờ anh em nhìn vô Chitterfet này nè, áp lực chưa? Áp lực phải chưởng, giờ con nào đi đường lại với Chitterfet này được? Không thể con nào đi lại luôn anh em. À, thì bây giờ cái vấn đề bây giờ quân phía Team Whale là cái gì? Cái vấn đề quân phía Team Whale là cái bộ tứ của họ là đã khỏe rồi, bộ tứ này không có sợ chết. Bộ tứ này cũng không có sợ bộ tứ của phía team Viking va chạm. Tại bộ tứ của Viking va chạm thì cũng không giết được bộ tứ này. Ha, hai bên đủ spell thì cũng không giết được. Trừ khi là năm đứa mà kiểu dạng đánh cũng không được hết em. Kiểu như là Binjai nó đứng đầu, Binjai nó tăng cơ nó đứng đầu. Xong mà Glory nó búp. Không chết được. Năm người vô ép giao tranh cũng không thể nào chết được. Có khoảng trống để có thể xây sở. Thì bây giờ họ đánh rất chill, ok. Mất trụ đường giữa, hồi nãy không không kịp để coi mất trụ đường giữa như thế nào nữa. Nhưng mà kiểu dạng bây giờ là họ đánh cho con Chitterfet này nè, Chitterfet này phải đánh cực kỳ chủ động luôn. À, để mà Chitterfet này chủ động á, thì nó cần phải có tầm nhìn. Thì thông thường ngày xưa mà Linh nói trong cái trường hợp này á, Linh sẽ yêu cầu sập Palette lúc đó. Là Palette lúc đó thì nó sẽ cắm một con mắt tím với lại một con mắt thường. Nó cộng với lại mắt của thằng thằng lúc đó thằng Lộc nữa. À, thằng Lộc nữa. Thì nó sẽ là coi như là có từ ba con mắt trở lên, là lúc đó không thể nào bắt được Lộc. Lộc nó áp lực đẩy lẻ nhiều hơn á. À, thì cái khúc này đơn giản thôi. Bia đang có con Rakan, Rakan cơ động, nó chỉ cần nó tìm ra một cái khoảng trống nhỏ để mà nó lòn xuống cánh dưới thôi. Nó để lại khoảng chừng hai con mắt, một con mắt tím một con mắt thường, mà thông thường là sẽ để vị trí này nè, một con mắt ngay chỗ này nè, một con mắt ngay chỗ này nè, hoặc là một mắt ngay chỗ này nè, nó sẽ dao động ngay chỗ này nè. Chỉ cần yêu cầu là như vậy thôi. Là Sparta nó đẩy tới công chuyện luôn. Nó đẩy tới công chuyện luôn. Chỉ cần để cho nó khoảng trống nhỏ như vậy thôi anh em. Xong rồi Chitterfet đó, nó sẽ có cái dịp đẩy cao ở đường dưới đúng không? Thì khi đó nó sẽ có hai cách để mà nó tận dụng khoảng thời gian trống của nó. Một đó, là khi mà nó đẩy cao như vậy á, thì đơn giản là nó có tầm nhìn rồi, nó lòn ra phía sau, nó lòn ra đường giữa, nó chỉ cần đi hai nhịp thôi. À, nó chỉ cần đi khoảng chừng hai lần thôi. Một lần á là để mà nếu như mà bên phía của team Viking á mà tốn người xuống đép ở đường dưới á, thì nó sẽ có một cái nhịp nhỏ để mà nó tận dụng cái bài vàng của mình, nó bào máu của trụ. Mình cứ từ tốn mình bào máu của trụ, mình cứ từ tốn mình bào máu của trụ, nhiều khi cái trụ này nó sẽ bị mất. À, còn đối phương á, khi mà Sparta lòn ra đường giữa rồi á, mà đối phương không cắt cử người đép á, thì đơn giản là đối phương bị mất lính ở đường dưới. Thằng cách đẩy đường đơn của nó sẽ không được farm, nó sẽ không có tiền, cứ đánh lòn lòn như vậy thôi anh em. Mà anh em để ý, thấy không có bất kỳ một con mắt nào dành cho Sparta. À, lòn lòn
lon 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 lên mắt trên rồi. Anh đẩy tới đây là anh hết rồi. Mà anh em biết rồi, Sparta nó kiểu như là cái tính của nó thì nó đâu có kiểu tự đặt mình. Sparta thì chắc là thiên về nó sự an toàn hơn á, nên nó không tự đặt mình vô cái thế mà làm này làm nọ. Rồi, ok, có thêm một cái điều muốn nói của phía Teamwell nữa. Cái này là mấy tình huống giao tranh hay của hai bên rồi. Mấy cái pha này là mấy pha mà coi rất là đã mắt. Hai bên giao tranh căng không? Căng ha. Nói thêm chút về bên phía của Teamwell ở trong cái pha này nữa. Đây. Kiểu như là ví dụ như là bây giờ ngày Ren nó đang đang có mấy cái khóa học về cái lý thuyết của liên minh hiện thoại, đội hình giao tranh quay lính bla 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 bla, tất cả những cái đó thì nó sẽ đều được áp dụng. Ví dụ trong tình huống này, trong tình huống này thì anh em sẽ thấy là Sparta nó đổi đồ luôn rồi, nó đổi đồ của nó, đồ giao tranh rồi, nó đổi cái gì á, cung chạng vạn sang một cái nỏ thần Dominic, là xác định là giao tranh với lại team luôn rồi ha, chứ nó không thiên về đẩy lẻ đồ các thứ nữa. Là bây giờ ok, nếu mà team giao tranh với con Crystal Fate sẽ giao tranh như thế nào, có để thành một tình huống giao tranh giống như thế này hay không đến từ bên phía của Teamwell. Nè, nên coi pha giao tranh của phía Teamwell. Ok, tập trung đội hình ha. Hai bên cạnh tranh rồng, không có gì phải bàn hết. Ok, Glory tốc biến để kéo dài pha giao tranh. Ta giao tranh như vậy là có đúng về mặt lý thuyết không? Khi mà lý thuyết giao tranh nó sẽ là như thế nào với đội hình Crystal Fate anh em? Có rất là nhiều những cái ví dụ ở trong mùa giải này. Anh em qua coi Genji, anh em qua coi LCK, anh em qua coi LPL. Thì cái đội hình mà có Crystal Fate á, ở trong trường hợp này á, nó sẽ giao tranh theo cái bài vàng của Crystal Fate. Crystal Fate ném bài vàng CC là một cái điều rất là dễ dàng, rất đơn giản luôn. Và chỗ này không có tầm nhìn nữa. Ok, ném bài vàng không có tầm nhìn đúng không? Thì thôi lùi ra một dịp. Hoặc là những con tướng chống chịu nhấp nhả, hoặc Glory cố gắng nhấp nhả như thế này, đâu cần phải all in đâu. Con Rakan của Bier đánh ván này rất là tệ. Trên cái góc nhìn của Linh đó, Bier đánh ván này rất tệ ha. Thứ nhất là cái khả năng kiểm soát bản đồ của Bier cho cái cánh đẩy đường đơn cần tài nguyên của mình đó, nó không có. Thứ hai nữa là những tình huống mở này của Bier nó không có mang lại hiệu quả gì hết. Thay vào đó bạn có thể đánh xung quanh cái bài vàng của Sparta. Khi mà ném bài vàng rồi, heo đứng lên cao che Glory búp, hàng tướng xạ thủ sẽ chồng sát thương vô cái con tướng bị gây bài vàng á. Về mặt lý thuyết nó sẽ là như vậy. Còn bên phía của Viking họ phải viện vô những cái tình huống mà kiểu như là họ phải viện vô cái pha mở giao tranh của Nautilus á là chính, hoặc là những tình huống lòn lòn qua của con Lee Sin là chính ha. Nhưng mà căn bản á, bên phía của Teamwell cũng không sợ mấy tình huống đó mở. Ví dụ như là con Nautilus này nó Onin á, thì lúc đó là Bier mở cái chiêu cuối lên e vô đồng đội của mình, xong rồi tốc biến ra phía sau đúp vô hàng sau của đối phương để cô lập, để gây CC á, xong đó tạo ra khoảng trống cho hai xạ thủ mình chồng sát thương dương Nautilus, kiểu là như vậy. Còn trong pha thi đấu này Bier không có cần phải rờ vô luôn anh em, tại thứ nhất chỗ này không có tầm nhìn, hàng tướng xạ thủ sẽ không gây đam được ha. Tại cái đội hình này không phải là đội hình combo combo. Bạn lao cái đầu vô, bạn mở thì căn bản là nó tạo ra một cái đội hình phản công ngược trở lại. Anh Kassante nó áp sát xạ thủ của bạn. Mà đội hình này sẽ đội hình đánh theo cái bài vàng của con Crystal Fate nè. Đối phương mắc lỗi đúng không? Đối phương mà đứng cao đúng không? Thì ok, heo có thể là quy vô che, xong rồi Crystal Fate ném bài vàng, xong Seiya nó xả sát thương vô. Câu giao tranh anh em, mùa này anh em có rất là nhiều những cái ví dụ để cho anh em coi cái đội hình có Crystal Fate nó vận hành. Xong rồi mở pha fail hoàn toàn luôn. À, đó là cái điểm dở ha. Những cái điểm dở bên phía Teamwell ở trong cái ván này. Về mặt thiết lập, về giữa, họ không có tạo đủ cái tầm nhìn cho Sparta. Mà cái cách tạo tầm nhìn nãy Linh cũng có nói rồi á. Xong rồi về cuối họ giao tranh pha này rất dở. Pha giao tranh này là pha giao tranh mà kiểu vậy. Về mặt phân tích Linh thấy pha giao tranh này quá dở. Thì đó là cái ván đây là cái ván mà Linh thấy là có nhiều điều để mà mình nói của bên phía Teamwell với lại bên phía của Viking đó. Về mặt ban bích nha, Linh rất thích đội hình của phía Teamwell.
Ban Bích đội hình này quá ngon luôn rồi anh em. Xong rồi tận dụng được sai lầm của Guri ở thời điểm đầu nữa. Ha. Là lúc đó là tỷ lệ thắng là lúc nào cũng lên cao cho anh phía của Team Well. Nữa. Ngược trở lại thì cái đội hình của anh phía Viking đó là cái đội hình mà kiểu dạng Bích vô là muốn làm này làm nọ. Muốn đánh theo cái kiểu chủ động tấn công và nó thể hiện được rõ cái tư duy chơi game của Sọp á. Anh em sẽ thấy là kiểu như Sọp hồi xưa đánh do những cái team như là Suning hoặc là đồ 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 các thứ á, làm này làm nọ thời điểm đầu á anh em, đa phần là những ván sẽ làm này làm nọ đồ các thứ, đánh thiên về chủ động nhiều hơn ha. Nhưng mà đó, cái lối chơi chủ động thì bắt buộc cái thằng đánh phải sáng nhất là cái phần thằng đi rừng á, hãy tin hãy lựa chọn những cái mục tiêu Linh phân tích luôn thời điểm đầu. Nói chung ván một này Linh coi khá kỹ, phân tích những cái điểm trọng tâm nữa cho anh em dễ hiểu dễ hình dung ha. Rồi, ok.